các bác, hôm nay giới thiệu với các bác nhé. Đây là một cái sản phẩm vừa mới nhập khẩu về, nguyên thủy công xuống đây ạ. Một cái sản phẩm, một vang cơ, còn vang cơ. Em sẽ mở cho anh hộp ra. Lấy cái hộp giấy loại các bác này. Vang cơ là gì thì chưa tiết lộ, bây giờ sẽ mở đến đâu, các xem ở đấy. Xốp này, xốp rất là dày này. Sổ sách kèm theo này, dây nguồn này. Đây chính là chiếc vang của chúng ta đây. À, chúng ta sẽ xem. Đây là phụ kiện này. Phụ kiện nó rất là tốt, đây rất là tốt. Sách kèm theo với rất là sản phẩm này nhập khẩu bởi công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam các bác nhá. Đây chính là một con vang ST Stop X3. Cái thương hiệu này thì là thương hiệu của Mỹ và đã được rất là nhiều các bác biết đến qua con vang Soundtop ST203 thành công vang dội với một con vang cao cấp, giá là tương đối cao so với trên thị trường. Và hôm nay tiếp tục Soundtop lại ra một cái sản phẩm nữa, đó là một con vang cơ X3 ở mặt đây. Với cái vang cơ ưu điểm là dễ sử dụng, ai cũng thể dùng được, nhưng nhiều cái vang cơ trên thị trường lại chưa có đáp ứng được về cái chất lượng mong muốn của cái nhu cầu của người dùng. Chính vì vậy ST3 sẽ làm hài lòng các bác với chất lượng của nó. Bởi vì đây là một cái sản phẩm nhập khẩu chính hãng, rất ít các sản phẩm như thế này được nhập khẩu các bác nhá. Mà chủ yếu là được chuyển qua cái đường ngạch đường hàng nội thôi. Và là ST3 là một sản phẩm nhập khẩu. Tính năng thì chúng ta con này là có effect số. Với effect số này chúng ta có 8 chương trình effect. Đây, 8 chương trình. Các bác có thể chọn chương trình bằng hai lúp này. Đó, ST đấy, một cái thương hiệu ST, thương hiệu của Mỹ. Xem chính hãng của hãng này, ST này. Quét cái mã QR code này để kiểm tra cái độ xác thực của hàng hóa. Hiện nay hàng giả, hàng nhái rất nhiều. Các bạn xem phía sau. Để phía sau của con STX3 vô vàn các cổng kết nối và nhìn cổng nào cũng đẹp cả. Muis input AUX1, AUX2, đường subwoofer out, đường ra lại bass out bằng các 6 ly các bạn nhá. Nó có volume chỉnh giải tần 30Hz đến 250Hz và độ dốc ở đây là 24dB trên ốc tai này. Link switch display đây, đường surround out, hai đường này chúng ta có thể ra được livestream, kết nối với cung đẩy, dùng hai đường này. Clip output, dry output, rắc chuyên lục ca lông bông sen, chân mạ vàng luôn đó nha. Chúng ta cũng có cái đường chỉnh nữa, công suất này. Chúng ta có thể chỉnh được giới hạn công suất ra cho cái con vang này. Mà muốn hạn chế trên trường hợp mà mở to quá, nhỏ quá, chúng ta có thể chỉnh ở đây. Và các cái đường mic 1, 2, 3, 3 đường micro phía sau cộng với 2 đường phía trước, vậy tổng là ta có 5 đường mic vào. Và thêm một cái đường nữa đây. Bass chép của cái đường center. Center ra thì chúng ta sẽ chỉnh cái bass chép. Và sản phẩm chính hãng thì được sản xuất ở PRC các bác nhá. PRC có nghĩa là dịch ra là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đấy. Và sản phẩm made in China. Thế nhưng mà đây là PRC, đó là ngân hàng trung ương Trung Quốc. STX3. Rồi. Thì chi tiết hơn về sản phẩm này, các bác có thể lên trang web của hãng avv.vn để xem chi tiết về sản phẩm các bác nhé. Ngoài ra thì các bác có thể lên trực tiếp từ Vũ Audio để được sở hữu sản phẩm này các bác nhé. Xin chào các bác ạ. Ở đây nắng nó đẹp đấy. Hơn Vũ Audio đi này, Vũ Audio. Không, Vũ thôi. Vũ Audio. Nói dài luôn.